tiếng vì lý do gì mà trọng tài xa đây. Giờ thì trận đấu giữa các thủ U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam đã được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 trận đấu này thì các thủ U23 Nhật Bản sẽ bảo Nishino. Pha bóng cầu thả của Nishino. Ngọc Thắng, cú sút rất nhanh của Ngọc Thắng. Nhưng với một pha bóng không đà như vừa rồi, có lẽ là lực chân của Ngọc Thắng là chưa đủ để tạo ra một pha bóng uy lực hơn. Matsubara không khó với Minh Long. Trong bối cảnh mà U23 Việt bóng chắc chắn và an toàn của Minh Long sẽ truyền cảm hứng và truyền sự tự tin cho những đồng đội ở phía trên. Là Oshima, người mang số 7. Cơ hội đánh thủ nhiều U23 Nhật Bản. Rất tốt, đó là pha cứu thua của Minh Long. Đây là pha bóng mà Quế Ngọc Hải đã không thể theo kịp với Nakajima. Và thêm một lần nữa thì Minh Long đã chơi tốt. Chỉ có một cầu thủ tiền vệ kết hợp cùng với Công Phượng. Pha bóng sai lầm của Ngọc Hải. Minamino. Những động tác xử lý liên tục của Minamino để đưa bóng vào vị trí sút sở trường của anh. Nhưng đúng là mặt sân đang không ủng hộ Minamino ở trong pháo vừa rồi. Bản vẫn đang có tỷ số hòa là không đều. Minamino pha đảo chân liên tục của Minamino. Đó là sự lợi hại của Minamino. Một người những cú đảo chân rất đơn giản. Minamino rất gọn ghẽ. Nakajima. Minamino. Nakajima. 1-0 dành cho các thủ U23 Nhật Bản. Cuối cùng thì hàng vàng ngôi sao ở trời Âu Minamino. Những pha qua người rất hay. Nakajima đã vượt qua được đến hai trung vệ của U23 Việt Nam. Đó, một người đang được đảm đương chiếc áo số 10. Đánh đâu! Cần phải dành lời ngợi khen dành cho Kusibiki. Nếu như không có tài năng của thủ môn bên phía U23 Nhật Bản thì có lẽ là chúng ta đã có bàn thắng gỡ hòa. Thật bất. Khá nguy hiểm. Minamino liên tiếp là những cú sút của các thủ U23 Nhật Bản. Và lại một lần nữa thì chúng ta cần phải dành những lời ngợi khen về tố chất kỹ thuật của đội bóng áo xanh. Ở một tư thế khó, Công Phượng nhưng người thực hiện là Mạnh Hùng. Đánh đâu! Lại thêm một pha bóng mà U23 Việt Nam có cơ hội. Hải đã bị giật mình khi mà trước đó thì đã có một tình huống. Tokugawa. Dứt điểm, tỷ số không được mở và đã có bàn thắng. Nhưng chúng ta hãy cùng xem quyết định của trọng tài. Đúng là Nishino đã rơi vào thế việt vị. Rất may cho các thủ U23. Người thực hiện sẽ là Công Phượng. Bóng hơi sâu. Asano. Được chuyển tốt của Asano. Tỷ số là 2-0 dành cho U23 Nhật Bản và tiếp tục là Nakajima. Đúng là sự tập trung luôn là một vấn đề. Không thể hiểu nổi là hàng tiền vệ đã ở đâu trong pha bóng vừa rồi của Nakajima. Một pha bóng không thể gọn ghẽ hơn, một cú đặt lòng chuẩn xác. Kết quả cuối cùng giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản, tỷ số là 2-0 dành cho U23 Nhật Bản. Và qua đó đội bóng này sẽ có được 6 điểm và gần như là sẽ có được tấm vé đi tiếp. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho